Chào Barbie, mình là nữ anh hùng. Rất vui được gặp bạn. Ken ơi, người ta là nữ anh hùng đó. Hello, các em, hôm nay chị sẽ mở hộp gồm hai búp bê rất là mới. Đây là một cặp siêu anh hùng đây. Đây là Wonder Woman và hiệp sĩ Travel. Hi, chào các bạn, mình là một hiệp sĩ đây. Rất vui được làm quen với tất cả các bạn. Còn bạn gái này là Wonder Woman đây các em, là nữ hiệp sĩ đó, nữ anh hùng. Wow, bạn này mang một đôi giày thật là đẹp. Và cơ thể thì rất là khỏe mạnh và rắn chắc. Với cái mái tóc dài, bạn này có thể là những cái tư thế giống anh hùng đây, rất là mạnh đây. Bạn này còn có một cái thanh gươm nữa. Và mái tóc bạn này là mái tóc thật đấy các em, tóc màu đen luôn. Wow. Bây giờ chị sẽ thử lấy cái thanh gươm bạn này đang đeo ra. Không biết có phải là thật hay không đây. Rất là sắc bén. Nhưng mà cái này là bằng nhựa thôi, đồ chơi thôi. Đấy, rất là đẹp đúng không? Dắt vào đây. Và đây là anh hùng của chúng ta, hiệp sĩ Trevor. Bạn này có mang một cái súng ở đây nữa. Và tóc thì bằng nhựa. Rất tiếc tóc của bạn này bằng nhựa các em. Chỉ biết được ước là tóc bạn này là tóc thật. Lấy súng ra nào. Bắn thử xem. Oh no, xin lỗi bạn nha. Mình chỉ ví dụ thôi, mình không có ý định bắn vào đầu của bạn đâu. Đây các em. Rồi, bạn này cầm súng rồi. Các bạn ơi, mình là nhân vật hiền đấy nha. Thử dắt cây súng vào trong đây thử xem. Được rồi đây các em. Wow. Rồi bạn Wonder Woman thì khớp rất là linh hoạt và rất là chắc chắn. Với cơ bắp cuồn cuộn trên tay và chân. Hãy so sánh nào bạn Ken của chúng ta và bạn Barbie xinh đẹp thùy mị nết na. Ôi anh Ken ơi, anh Ken ơi. Ô, người ta là những nữ anh hùng siêu anh hùng không đó. Ừ thì kệ người ta đi. À Barbie, chúng ta hãy lại làm quen đi, biết đâu họ là người tốt thì sao. Ờ đúng rồi, chúng ta hãy thử làm quen đi nhé. Nhưng mà em sợ quá à. Tại vì bạn đó có cầm súng kìa. Xin chào bạn, bạn là nữ anh hùng phải không? À đúng rồi, mình là Barbie đây, mình là Wonder Woman. Rất vui được làm quen với bạn nha. Wow, mình đã nghe nói bạn từ lâu rồi, công nhận bạn đẹp thiệt đó. Ừ Barbie, cảm ơn bạn cũng vậy đó. Mình cũng đã từng xem bộ phim Barbie rồi, rất vui được gặp bạn ở ngoài. Ồ vậy hả? Vậy chúng ta hãy kết bạn đi nhé. Ok. Thôi bạn về nhà mình chơi đi. Ok, bây giờ mình sẽ dắt bạn về nhà mình chơi nè. Ok, mình sẽ thử là nhà bạn nào. Oh, xin chào bạn. À, chào Ken. Wow, mình nghe nói bạn từ lâu rồi. Ồ vậy hả? Bạn rất là nổi tiếng đó đúng không? Thì chỉ tạm tạm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ kết bạn nhé. À được Ken. Ok, bây giờ bạn hãy về nhà mình chơi đi. À vậy cũng được, thôi chúng ta đi thôi. Yeah, các bạn ơi, vậy là mình đã có bạn mới rồi. Yeah. Rồi, trong hai cặp này, các em thích nhất là cặp nào? Cặp Barbie Ken hay là cặp của Wonder Woman và hiệp sĩ Travel? Các em hãy để cái bình luận ở phía dưới mà nếu như các em muốn chị Bí Đỡ kết hợp hai búp bê này vào bộ phim Barbie 2018 nữa thì hãy cho chị Bí Đỡ biết luôn nhé. Rồi bây giờ chị Bí Đỡ mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em.